Hello, chào mọi người, chào mừng quay trở lại với channel mình là Chuộc Star đây, ok. Thì video này mình sẽ chơi vị tướng Thành Thông Triệu Vân anh em ơi. Với cái bộ trang phục nó cứ phải gọi là mắt là chất. Đó chính là Dũng Sĩ Đồ Long anh em ơi. Và video này mình sẽ tặng riêng cho một bạn fan nhí của mình. Có nhắn tin gạ gẫm bảo là: anh ơi, em hôm nay sinh nhật, anh làm clip tặng em đi. Đó, em quý anh vãi cả trưởng luôn. Và mình cũng đáp lại một câu rằng mình cũng quý các bạn vãi cả trưởng. Rồi, và hôm nay thì mình cũng sinh nhật anh em ơi. Đó tức là ở clip này vừa tặng fan vừa tặng mình anh em. Ok. Rồi thì chúc bạn nhỏ này thì sau cái vụ sinh nhật này ngoan ngoãn hơn, nghe lời bố mẹ hơn. Đấy, gọi dạ bảo vâng nhá, đừng có cãi. Rồi luôn, đừng có cãi như cái thanh niên dom này. Dom cãi bố rồi. Đó, ok, như vậy là một mạng đầu tiên cho mình. Đấy, cái thứ hai là mình chúc mình đó sinh nhật vui vẻ luôn. Không ai chúc thì tôi phải tự chúc mình thôi anh em ơi. Ok, thì nói chung là mình cũng cảm ơn 190.000 thành viên đang theo dõi mình, xem video của mình cũng như ủng hộ mình. Ok, mình cảm ơn tất cả anh em. Không có anh em thì làm sao có mình. Đó, một sự nỗ lực của mình nó là một phần, nhưng mà cái nỗ ký thứ hai đó chính là sự ủng hộ của anh em. Ok, mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Và cũng coi như là clip này là clip tặng anh em thôi. Đó, chứ không phải tặng riêng mình mới lại tặng fan. Ok, và những cái món đồ hôm nay mình sẽ lên cho em đó chính là phun thương long. Rồi luôn, úi giời, bướm ơi, bướm làm cái gì mà thả bướm kinh thế, không biết. Không biết là gặp Triệu Vân như kiểu là gặp phải cớm ấy. Úi giời ơi, đớp thính đấy. Chả nghe tôi lại bật luôn đó. Đã tha cho rồi, còn không biết điều. Đập luôn, ok, chơi luôn, xuống sát luôn, tôi chạy luôn. Đó, úi giời, nôi tôi lại làm cái gì. Trời ơi, thôi chạy thôi. Chạy thôi chứ đừng hổ báo quá. Ok, đỡ bực kìm. Úi giời ơi, anh em ơi, thấy gì chưa? Được rồi thì... để làm được cái kênh channel thì mình cũng phải nói chung là làm rất là lâu rồi. Làm cũng phải được 6 tháng hoặc 6-7 tháng anh em ơi. Nó gắn bó với mình rất là nhiều, bao nhiêu kỷ niệm. Ok, và hôm nay cũng là một ngày nói chung là sinh nhật kênh channel 1 tuổi đi. Mình chúc anh em đó. Mình đã chúc mấy bạn kia rồi nha. Mình chúc bạn nhí thôi. Thì giờ mình sẽ tự chúc mình. Đó, tự chúc mình thôi. Ok, đó. Thì chúc cho cái channel của mình năm nay lên 1 tuổi anh em ơi. Đó, mặc dù là cái tuổi sửu nhi nhưng mà nó úi giời, úi sao lại cái ép bùa xanh anh em ơi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tạo những video thật hay cho anh em. Ok, hy vọng là anh em sẽ cảm thấy mãn nguyện cũng như thấy vui tươi khi mà xem channel của mình. Ok, đó, mới phút đấy tôi không biết là đánh với rank đồng đoàn hay sao anh em ơi. Rõ ràng tôi bích rank vàng đoàn cơ mà, sao mà toàn gặp mấy ông đồng đoàn vậy. Rồi chạy đâu, chạy về đâu. Đó, có mạng luôn, siêu việt luôn. Ủa tí nơi sấp mặt anh em ơi. May quá anh em ơi, biến về luôn. Đó. Thì dạo gần đây thì có rất nhiều bạn mà làm clip tặng bảo mình làm clip tặng. Thì mình cũng không có thời gian vét tin nhắn của bạn đâu. Đấy, ngay cả hôm nay mình làm clip rất muộn. Là anh em cũng đủ hiểu, mình không có thời gian. Đấy, mình rất là nhiều công việc anh em ạ. Khi mà đi làm việc của mình xong bắt đầu sau đó là về làm video cho anh em. Thực sự là mình cũng rất là áp lực anh em ơi. Đó, cho nên anh em thông cảm giúp mình nha. Rồi, ok. Đó, mình sẽ pha bình thường rồi nha anh em. Mẹ, tôi không hiểu luôn. Đánh cái rank vàng đoàn mà như kiểu đồng đoàn anh em ơi. Rất là nhạt bãi các trưởng luôn. Đấy thì trận đấu này mình sẽ lên phun thương long. Không biết nó sức mạnh sẽ là sao. Nó cứ phải gọi là một thương chết một mạng hay là nửa thương chết một mạng thì không biết được. Ok, úi dồi ôi Mina ơi, bạn xinh gái quá rồi. Bạn ra thì mình về thôi chứ làm sao đâu. Tôi không đánh bạn đâu nha. Rồi một thương vào đầu đó. Úi dồi, một thương mà cuối cùng ăn được luôn cả bùa đỏ. Rồi luôn bạn Zom ơi. Úi dồi ôi bạn ơi, bạn đồng đoàn. Mê rồi luôn. Cái rank của bạn nhỏ này mới vàng đoàn anh em ơi. Mà mình pick team mà toàn gặp đồng đoàn hay sao ấy. Đánh rất là buồn cười luôn. Mới phút thứ 4 thôi mà team mình đã 17-3 rồi. Ok. Nói chung là clip này nó chung là tặng fan cũng như là tặng lại chính mình thôi anh em ạ. Đó. Nó chúc mình sinh nhật vui vẻ anh em ơi. Anh em đã thấy những cái youtuber nào mà lại tự làm chúc mừng sinh nhật mình chưa? Ok. Chắc đây là lần đầu anh em ơi. Ok. Truyền thuyết luôn dành cho Zephyr anh em ơi. Zephyr trận đấu này thì... nói chung là trận đấu này chỉ có mà chạy đùa với nệ mạng thôi. Như vậy là một thương vào đầu này. Đó, bạn có kịp ngáp không? Làm sao mà chạy được. Rồi bá đạo luôn cho Zom. Thánh Zom bét KS rồi luôn. Đỡ bực kim dành cho Zom anh em ơi.
không cai hết được tẹo nào. Rồi dưới đường kia thì ôi dồi ôi, da fit đỡ mang thần trưởng anh em ơi. Nói chung là clip này chắc là không full đồ được đó, không kết thúc nhanh, không kết thúc sớm anh em ơi, bởi vì tem mình nó đẩy nát hết rồi. Mưa 22 chết 4 rồi luôn đấy anh em chưa. Mình thả thính này, thả thính này, bạn ăn thính xong chưa? Rồi tốt nhất là đứng lại mà chờ chết thôi đó. Triệu Vân thông cho thì có mà nhấc người, ok đó, rất là nhạt luôn. Ok thì nói chung là clip này thì nói chung là mục đích chính là tặng fan chính thôi, chứ không có mục đích là tự tặng sinh nhật mình. Ok đó, thêm một tuổi vui hơn, khỏe hơn đó, nghe lời bố mẹ hơn. Rồi và nếu mà rảnh rỗi thì nhớ ghé qua kênh channel của anh trưởng đó, xem video ủng hộ. Ok double kill rồi đó, thì cái trận đấu này cho nên vì rank nó cùi quá cho nên mình phải nên đồ chôn. Nếu mà nên đồ Hà Nội chắc là nó nát bét tem rồi anh em ơi. 8-0 mới phút thứ 6 rồi làm sao một thương này đó, cụ đã ra đi và chơi đỉnh toát thần thánh luôn anh em ơi. Ngon quá, ngon quá. Ok có thì là mình sẽ tập trung đánh trở lại đó, đi gọi là thả thính. Rồi em Ahi ơi, một thương vào đầu, một thương vào đầu chết luôn đó, rất là nhàn luôn đó. Lên cái thương nong, phun thương nong quả thật là cũng rất là trâu. Không biết là có phải là trâu thật không hay là do cái rank nó cùi quá đấy chưa. Bạn này có tên là gắt gắt ta tiêu đó, gắt ta hiểu, không biết là hiểu cái gì mà đứng như phỗng vậy. Vãi các trưởng luôn. Rồi Mina đang nẩn hụi trong rừng. Như vậy là bạn có chạy được không? Một thương vào đầu chết luôn, thần thánh luôn anh em ơi. Châu vãi các trưởng ra anh em ơi. Đó thì đấy, anh em có thể thấy rồi, nên phun thương nong đấy, đừng KS rồi, đừng KS luôn nhá. Bạn dẹp fit là bạn vui tính quá rồi đấy. Tí đây KS của mình em ơi. Ấy thì mình sẽ cố gắng là một ngày ra một video đều đặn cho anh em. Đấy không anh em này, thôi chán thằng này lắm rồi, không thích xem thằng này nữa, nó trả ra video. Nhưng mà mình vẫn phải cố anh em ơi, mặc dù là bận rộn công việc nhưng mà mình sẽ cố gắng đó. Dù ra clip đêm hay tối mình cũng vẫn cứ rồi bộc phá KS luôn. Vẫn cố gắng làm nha anh em, mặc dù trời mưa hay trời nắng đó, thì mình vẫn phải ngồi tự kỷ trên máy bằng bình luận cũng như chơi game tặng làm video cho anh em xem thôi. Rồi như vậy bạn Zom chạy đâu, bạn Zom chạy đâu, thần thánh luôn. Ok đó, làm sao Mina ơi, bạn chạy đi đâu cho trời nó hết nắng nhỉ. 2-1 không chột cũng què, đỡ bờ kim đó. Ơi trận đấu nó quá là xanh rồi anh em ơi, có khi là mình sẽ nên mình kết thúc game tặng luôn đó. Nói chung là cái clip này là quá là được rồi đó, mình tặng bạn nhí cũng như tự tặng chính mình em ơi, vai cả trường luôn. Rồi làm sao đỡ bờ kim luôn đó. Đấy ok đẩy trụ luôn. Với cái tên cậu trụ nhỏ anh em ơi, cậu trụ nhỏ này anh em cũng biết rồi, bạn này chắc là tầm 10 tuổi chứ, tầm dưới 10 tuổi anh em ạ. Bởi vì mình nhắn tin với bạn này, mặt của bạn thì cũng rất là non nớt đó, cũng biết là có nghe lời bố mẹ không, nhưng mà hy vọng là xem xong clip của mình cũng như lời tâm sự nhắn nhủ của mình, hy vọng là bạn sẽ ngoan hơn đấy và vui tính hơn khi mà ở với channel của mình. Ok làm sao úi dồi ôi, thì mẹ em thấy chưa, đúng một thương chết luôn, vãi cả trường luôn. Đấy ăn chim của anh à, úi dồi ôi Mina ơi, sau này ăn chim của anh Triệu Vân vậy, khổ quá, chiều chim nuôi nấng hết hơi cuối cùng để cho em Mina em giành rồi mật rai. Làm sao đừng bạn ơi, đừng dẹp fit ơi, sao mà dẹp fit nhanh tay nhanh mắt thế. Rồi luôn anh em có thể thấy 20 chết không em ơi, trâu vãi cả trường ra. Rồi làm sao Mina ra đây làm cái gì? Bạn làm cái gì đây? Bạn làm cái gì vậy? Một thương vào đầu nhé. Đó, đúng một nện vào đầu. Đấy, nói chung là trận đấu này gọi là chạy đua với tốc độ mà ăn mạng thôi. Me gặp tem, đúng cái kiểu tem đồng đoàn anh em ơi. Đó, cho nên từ cái ranh vàng trở lại thì vẫn gặp nhiều đồng đoàn. Ok. Thì bao giờ anh em chơi game cũng phải trải qua một quá trình em ạ. Rồi một thương vào đầu. Bao giờ thì anh em cũng phải đánh từ cái đành đồng đoàn trước. Lúc anh em mới chơi cũng vậy thôi, bao giờ cũng phải từ cái đành đồng đoàn, nhưng mà chưa biết trước được cái điều gì
khi mà anh em đã chơi được một thời gian lâu. Đó, nắm những bạn mà thời trước là đánh rất là gà, nhưng mà khi mà chơi trở lại, chơi tích cực hơn thì rất là khỏe. Đó, có thể nay lên tới rank thách đấu. Ok. Rồi, giờ mình sẽ... Rồi, thần thánh luôn, chọc luôn nhá. Chọc luôn em Ahi này. Em Ahi là quá xinh đẹp rồi. Em xinh xinh thì cũng phải đập thôi. Soái ca Triệu Vân là không có thương tiếc ai cả. Ok. Rồi, đập luôn con thổ dân. Vãi cả trưởng ạ. Zom ơi, Zom không về mà sao đứng đây chơi với chim làm cái gì? Chim có ăn được đâu mà cứ về ăn vậy không biết. Ok, thần thánh luôn anh em ơi. Và có khi là clip kết thúc thôi. Đó. Thì cái video này rất ý nghĩa anh em ơi. Đó, tặng sinh nhật cho mình và cũng tặng luôn sinh nhật được bạn nhí. Ok. Rồi. À, mình sẽ kết ăn nốt cái con nhẹ này thì mình sẽ lên kết thúc game anh em ạ. Rất là mệt mỏi anh em ơi. Ok. Quyết tâm giành chiến thắng anh em ơi. Đó, gần full thương long rồi. Nên lên một nệ một thương là tem bạn sẽ phải lên bảng hết. Làm sao chọc cong đít lên bộc phá cái ăn luôn. Thần thánh em ơi, ngon quá. Rồi, mình sẽ đợi bạn Ahi ra đây mình đập luôn này. Đó, bay vào một thương là chết luôn này. Một thương chết luôn, làm sao mà chống cự được khi mà bụng đã bự rồi. Đó, còn em Ahi nữa, em Kenichi không về này. Rồi em không về thì em đã phải lên bảng. Một thương vào đầu Zom. Rồi ok, Chipper King. Và mình sẽ kết thúc game thôi. Chúc em xem video vui vẻ. Ok, hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nhá. Máy yêu tất cả bạn. Bye bye. Happy birthday.